Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vừa qua ngày 22 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về nhóm bạn trẻ cùng 16 người là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến hành trình chinh phục cực đông đã không may gặp nạn ở bãi biển Đầm Môn, Khánh Hòa. Vụ việc khiến một người qua đời, một người mất tích và hiện vẫn chưa thể tìm thấy. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9. Sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến trek và di chuyển bằng thuyền thúng thì có 4 bạn nhảy xuống bơi, không may gặp dòng nước chảy xiết. Người dân địa phương sau đó đã kịp thời cứu 2 người đưa lên bờ, một người gồm một nam một nữ bị nước cuốn đi. Thông tin về vụ việc sau đó đã được thành viên trong nhóm trekking chia sẻ trên mạng xã hội với hy vọng giúp đỡ trong công tác tìm kiếm người bạn mất tích. Danh tính người hiện đang mất tích là Trần Lê Sĩ Liêm, 23 tuổi. Vị trí cuối cùng được định vị của một người đi cùng nạn nhân là tại Hòn Gành, Vạn Thạnh, Vạn Ninh. Nạn nhân không qua khỏi là một cô gái 22 tuổi. Thi thể được tìm thấy cách địa điểm mất tích khoảng 50m. Bạn Nhật Anh, một thành viên trong nhóm cho biết, nhóm tụi em gồm 16 người từ Sài Gòn tới. Sáng nay ngày 22 tháng 9, sau khi trek ở Hòn Gành về, do thấy đường về không quá xa nên cả nhóm quyết định bơi mà không sử dụng thuyền thúng. Vừa bơi được một lúc thì trong nhóm có 4 bạn bị nước xiết cuốn đi. Cả nhóm đã cố gắng nhưng chỉ cứu được 2 bạn. 2 bạn còn lại thì một bạn đã tử vong, bạn Sĩ Liêm mất tích. Cũng theo lời của Nhật Anh, sự việc sau đó đã được một nhóm thông báo tới gia đình của 2 người gặp nạn, đồng thời trình báo tới công an huyện Vạn Ninh. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường. Sau quá trình điều tra, thi thể nam thanh niên xấu số đã được bàn giao cho gia đình, trong khi công tác tìm kiếm người mất tích hiện vẫn chưa có kết quả. Theo thông tin với báo chí, ông Lê Hồng Phương, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh xác nhận vụ việc và cho biết, do khu vực nạn nhân mất tích biển có nhiều đá ngầm, sóng lớn, nước sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Được biết đường đến cực đông có chiều dài 11 km, đều phải trekking băng qua những địa hình đồi cát, rừng núi đầy khó khăn hiểm trở, đồng thời có nhiều nơi băng rừng khó xác định hướng đi cụ thể. Chính vì vậy mà nếu các bạn trẻ chọn đây làm địa điểm đi phượt, nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.